Con Su đâu? Đi ra đây con Su. Nó đâu? Anh làm gì mà kêu la sùm vậy? Trời ơi, đã vậy không chịu tháo giày ra nữa. Em mới vừa lau nhà xong, bây giờ dơ nữa rồi. Ở nhà có bao nhiêu chuyện đó, mày đặt ý kiến ý cờ với tôi hay gì? Tôi hỏi con Su đâu, kêu nó ra đây. Em cho con về ngoại chơi mấy ngày cuối tuần rồi. Cũng lâu rồi con bé không có về ngoại, nên ông bà cũng nhớ nó lắm. Bởi vậy con nó hư là tại cô đó. Biết cái gì chưa? Cô chủ nhiệm nó mới gọi tôi nè. Lúc trước là anh học điểm 9, điểm 10, bây giờ học điểm 6, điểm 7 là sao? Học như vậy đó hả? Hả? Không nói nhiều nữa, đi qua bển trước nó về, tôi dẫn nó đi học thêm, nhanh. Anh ơi, con mình nó còn nhỏ thì cũng sẽ có đôi lúc nó học không có tốt. Với lại em không có muốn con phải chạy theo thành tích đâu, như vậy tội nó lắm. Bởi vậy tôi nói con hư là tại cô là không sai á. Mẹ hư cho nên dạy con y như vậy đó. Em làm cái gì mà anh nói em như vậy hả? Chứ không phải hả? Cô nghĩ coi, cô mà dạy nó như vậy hoài nha, sau này nó lớn lên á là nó y như cô vậy đó. Đàn bà con gái gì mà tối ngày không kiếm được một đồng nào á, tối ngày chỉ biết ở nhà nội trợ nè, nấu nướng, giặt giũ, quét nhà, giặt đồ là có nhiêu nó làm tới hoài hay sao hả? Hay là thích ăn bám tôi hoài hả? Là con nó lớn lên á, nó cũng ăn bám chồng nó y như vậy đó. Nè, cứ mỗi lần nói tới chuyện dạy con là anh dè biểu em là sao? Anh chê tôi dốt nát đúng không? Vậy hồi trước anh cưới tôi làm gì? Ok, vậy bây giờ nói luôn nè. Tại vì ngày xưa cô xinh đẹp, nhưng mà bây giờ làm sao? Bây giờ tôi cần một người phụ nữ kiếm ra tiền. Cô có kiếm ra tiền được hay không? Còn xinh đẹp thì sao? Xinh đẹp thì cũng tàn phai theo tháng năm thôi đúng chưa? Bây giờ không nói nhiều nữa, đi qua bển rước con Su về, tôi dẫn nó đi học thêm. Còn nếu như mà không cho nó đi học thêm nha, tháng sau mà thành tích nó y như vậy đó là hai mẹ con cô tới số với tôi đó, nghe chưa? Anh có phải cái áo vest này không? Em tìm quá trời luôn mới ra đó. Cô điên hả? Tôi dặn cô là mang cái vest màu đen, đồng phục của công ty. Mang cái màu xanh này sao đi họp? Hả? Tại anh không dặn trước, với lại anh gọi gấp quá, em đâu có biết cái nào đâu. Cãi là nhanh nè, mà phải chi mà tôi nói cô làm cái gì á mà nhanh y như vậy á là hay biết mấy luôn á. Anh vừa bãi thôi nha, cái đầu để thờ cha thờ mẹ mà lúc nào anh nói chuyện anh cũng sỉ giả lên đầu em hết vậy. Mệt quá, đi về giùm tôi đi. Ở đây là văn phòng nghe chưa, đừng có làm tôi nhục mặt. Mà nè, tối nay tôi muốn ăn mì vịt tiềm, tôi mà về không có là mệt với tôi đó, nghe chưa? Đi đi, đi lẹ. Anh anh ấy da. Ủa chị hai nè, anh làm cái gì mà xô đẩy chị tôi vậy hả? chị em đồ đi du học đâu mấy năm về, bây giờ mà cũng còn kêu chị được nữa hả? À, mà nay tới đây làm gì vậy? Thôi hiểu luôn, là cô dẫn em trai cô tới đây để xin anh rể coi ở đây có gì làm không, cho nó vô làm đúng không? Cậu Khánh, cậu không được vô lễ. Cậu Quân đây là giám đốc mới của công ty mình á. Hôm nay tôi hẹn cậu ấy tới đây là để bàn giao chức giám đốc và công ty của mình. Sếp Quân đã mua đứt công ty của mình rồi, bây giờ cậu là nhân viên của sếp Quân đó. Cái gì? Tôi vô trong trước, chút xíu cậu vô tôi bàn giao công việc cho. Anh vào trong trước đi, một tí tôi sẽ vào sau. Giám đốc, giám đốc, giám đốc. Mày hay quá ha. Bây giờ mày bày đặt lên mặt với tao hả? Tao nói cho mày biết nha, suốt thời gian mày du học bên đó đó, tao là người cho tiền mày nè. Chứ chị mày hỏi coi, chị mày có kiếm ra được đồng nào hay không? Suốt ngày ở nhà chỉ biết nội trợ, bây giờ mày không biết ơn còn láo với tao nữa hả? Hả mày? Em về được 2 tuần rồi, em tính là thu xếp công việc xong á, em sẽ qua thăm chị. Em cứ nghĩ là chị có chồng rồi sẽ được hạnh phúc, không ngờ chị bị chồng coi thường tới như vậy. Còn anh, tôi nói cho anh biết, bạn bè của tôi kể cho tôi hết rồi, anh lúc nào cũng coi thường chị tôi, nói chị tôi là đồ vô học, chửi cháu tôi là ngu giống như chị. Anh lầm rồi, chị tôi là học sinh giỏi của trường đó, nhưng chị phải nghỉ học để nhường cơ hội đó lại cho tôi. Quân. Dạ chị hai. Sao em lại ngồi ở đây? Ủa, có chuyện gì hả? Em không sao chị.
Em ngồi ống gió mà. Cái gì vậy? Cho chị mượn đi. Hồi nãy em định xé rồi. Du học cái gì? Nhà mình nghèo gần chết. Du học nổi gì? Diễn dòng lắm chị hai ơi. Nói cái gì tào lao vậy? Ai cho em xé? Bất quá chị sẽ nghỉ học để lo cho em. Sau này em học thành tài rồi, lúc đó em nuôi chị, chịu không? Không có được. Chị đang là sinh viên tiêu biểu của trường. Tự nhiên vì em mà chị nghỉ học rồi chị không tiếc à? Chị là con gái mà. Sau này á, chị tìm một công việc vừa phải rồi lấy chồng là xong rồi. Nhưng mà em thì khác. Em là đàn ông con trai, em phải có chí lớn chứ. Với lại cái học bổng của em á, rất là khó xin. Mà bây giờ ba mẹ của mình thì lại già yếu. Chị sẽ thay ba mẹ lo cho em. Em phải cố gắng học hành, có biết chưa? Thôi được rồi. Em cảm ơn chị nha. Em hứa với chị, em sẽ học thiệt là giỏi. Em sẽ thành tài. Rồi em quay về đây, em lo cho chị, em lo cho ba mẹ nữa. Được rồi, chị biết rồi, cố lên. Em đã tìm hiểu kỹ cuộc sống của chị rồi. Chị lúc nào cũng nói dối em là chị ổn, chị hạnh phúc. Như vậy là hạnh phúc mà chị hai. À, em vợ nghe anh nói nè. Tại em mới nói làm sao cho thằng Quân nó hiểu. Chứ vậy thằng Quân nó hiểu làm anh chết luôn á. Thì vợ chồng mà đúng không, cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt chứ đúng không. Mà sau mỗi lần mà giận nhau á thì vợ chồng mình cũng đề quê mà. Em nói cho nó biết đi, bình thường không có gì hết ha. Ha chị hai. Ê, anh không cần phải diễn nữa. Bây giờ tôi có mặt ở đây rồi thì anh đừng hòng ức hiếp chị hai của tôi. Giờ tôi cũng nhắc lại cho anh nhớ, công ty này bây giờ là của tôi, anh chỉ là lính của tôi thôi. Liệu mà cư xử. Mình đi chị. Quân, nghe anh nói nè. Quân, Quân, Quân.